Cuộc đời thú vị của tỷ phú Bill Gates từng sử dụng sự thiên tài của mình để thay đổi phần mềm chỉ vì muốn được học chung lớp với toàn bộ hot girl trong trường. Bill Gates là một ông trùm kinh doanh và là lập trình viên máy tính người Mỹ. Bill có vai trò quan trọng trong việc mở ra diện mạo mới cho thế giới khi ông tạo ra Microsoft. Đồng thời, ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng, cùng với người vợ cũ thành lập tổ chức từ thiện Quỹ Bill và Melinda Gates Foundation. Đến thời điểm hiện tại, giá trị tài sản ròng của Bill Gates rơi vào khoảng 104 tỷ đô la Mỹ. 1. Tiểu sử tỷ phú Bill Gates, sinh ra đã thông minh, ngậm thìa vàng. Bill Gates tên đầy đủ là William Henry Bill Gates, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955 tại Seattle, Washington, Mỹ. Như đã nói ở trên, Bill Gates sinh ra đã gần như ngậm thìa vàng, vạch xuất phát của ông có thể coi là vạch đích của triệu người trên thế giới. Cha của Bill, William Gates là một luật sư nổi tiếng và thành công, còn mẹ ông phục vụ trong ban giám đốc của First Interstate Banking System và United Way. Điều kiện gia đình khá giả, chính vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, Bill Gates đã được khuyến khích trở thành một người có thể thay đổi thế giới. Cùng với bản tính nhanh nhẹn và ham học hỏi, thêm niềm say mê nghiêm túc với việc sử dụng máy tính, Bill đã viết được chương trình máy tính đầu tiên khi còn là một thiếu niên 13 tuổi, General Electric, một dạng cờ Casio mà người chơi có thể đấu với máy tính. Ông cũng cùng với một số người bạn của mình đã vi tính hóa hệ thống bảng lương của trường học. Sau khi nhà trường nhận ra khả năng viết mã code của Bill, họ đã để ông viết phần mềm lịch học cho các học sinh trong trường. Nhân cơ hội đó, ông cũng đã bí mật thay đổi một đoạn code để tự xếp mình vào lớp có nhiều bạn nữ sinh nhất trường. Vào năm 1972, khi Bill Gates mới chỉ 17 tuổi, ông đã hợp tác với một người bạn là Paul Allen, thành lập một liên doanh có tên Shuffle Data để tạo ra các bộ đếm giao thông dựa trên bộ xử lý Intel 8008. Tuy nhiên, công ty đã không gặt hái được thành công nên phải dừng lại. Trong suốt thời gian học trung học, Bill Gates thông minh nhưng người lại khá nhỏ, cho nên ông thường xuyên phải đối mặt với sự bắt nạt của bạn bè. Cho đến khi thành công, ông mới kể lại rằng sự bắt nạt từ bạn bè đã giúp ông ấy trở thành một nhà lãnh đạo như ngày nay. Ông tốt nghiệp trung học vào năm 1973 và với trình độ IQ được đánh giá là 160, gấp 1,5 lần IQ của người bình thường, ông đã dễ dàng thi đỗ vào Harvard, trường đại học danh giá top 1 nước Mỹ. Trong thời gian học tại Đại học Harvard, Bill đã ở cùng phòng ký túc xá với Steve Ballmer, sau này ông trở thành CEO của tập đoàn Microsoft. 2. Sự nghiệp của Bill Gates, bỏ học Harvard để thành lập tập đoàn Microsoft. Mặc dù có thành tích học tập nổi bật nhất tại trường Đại học Harvard, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt với máy tính đã khiến Bill không còn hứng thú với việc học ở trên trường. Ông cũng tự nhận thấy rằng việc học ở Harvard không đem lại quá nhiều hiệu quả so với như ông mong muốn. Quyết định táo bạo là thôi học đã đến với Bill Gates khi ông còn là sinh viên năm 2 để khởi nghiệp Microsoft cùng người bạn của mình, Paul Allen. Nguồn gốc của cái tên Microsoft, đây là từ ghép giữa từ máy tính microcomputer và phần mềm software, máy tính hàm ý nói Bill và phần mềm là nói đến Paul. Đến năm 1980, bộ đôi Bill Gates, Paul Allen đã được tập đoàn IBM tiếp cận với đề xuất Microsoft viết trình thông dịch Basic cho dòng máy tính cá nhân của họ. Hợp tác thành công, Microsoft thu về 50.000 đô la Mỹ với hệ điều hành PC-DOS. Chẳng bao lâu, hệ điều hành của Microsoft đã trở nên phổ biến trên thế giới. Ngày 20 tháng 11 năm 1985, công ty đã giới thiệu một môi trường hoạt động có tên Windows như một hệ điều hành đồ họa cho MS-DOS. Những năm tiếp theo, nhờ sự lãnh đạo tài ba của Bill Gates và cộng sự, Windows đã thống trị thị trường máy tính cá nhân trên thế giới với hơn 90% thị phần. Chính nhờ sự thành công, ngay từ những bước khởi nghiệp đầu tiên với Microsoft đã giúp Bill Gates khi ấy với vai trò là cổ đông lớn nhất thu về một khối tài sản khổng lồ. Tháng 3 năm 1986, Bill Gates đã đưa Microsoft ra công chúng với mức chào bán công khai ban đầu là 21 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Chính điều đó đã giúp ông trở thành triệu phú khi vừa bước sang tuổi 31. Ở thời điểm đó, ông nắm giữ 45% trong số 24,7 triệu cổ phiếu của công ty, tương đương 234 triệu đô la Mỹ. Năm 1987, Bill Gates trở thành tỷ phú khi giá trị cổ phiếu của Microsoft đạt 90,75 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Từ thời điểm này, Bill Gates liên tục nắm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới. Vào giữa năm 1990, khi việc sử dụng Internet lan rộng khắp toàn cầu với tốc độ đáng báo động, Gates đã tập trung Microsoft vào việc phát triển các giải pháp phần mềm tiêu dùng và doanh nghiệp cho Internet. Tuy nhiên, động thái này của Bill bị các đối thủ cạnh tranh gọi là kẻ tụt hậu vì ông thậm chí đã không nhận ra sức mạnh của Internet sớm hơn. Năm 1999, với giá cổ phiếu ở mức cao nhất mọi thời đại và cổ phiếu đã chia 8 lần kể từ khi IPO,
Gates đã nhanh chóng đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản 101 tỷ đô la. Vào tháng 1 năm 2000, Gates thôi giữ chức giám đốc điều hành của Microsoft, mặc dù ông vẫn giữ vị trí chủ tịch. Ông đã tạo ra vị trí mới, đó là kiến trúc sư trưởng phần mềm cho chính mình. Trong vài năm tiếp theo, ông dần chuyển giao nhiệm vụ của mình cho những người khác tại Microsoft và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện. Vào tháng 9 năm 2013, Bill Gates thực hiện kế hoạch mua lại Nokia với giá 7,17 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, họ ngay lập tức đã phải bán lại Nokia cho FIH và HMD Global. Sau lần đó, tình bạn giữa Bill Gates và Steve Ballmer, CEO của Microsoft thời điểm đó, bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Ông thôi giữ chức chủ tịch Microsoft vào tháng 2 năm 2014, nhưng vẫn còn nắm giữ quyền kiểm soát và biểu quyết. Và cho đến tháng 3 năm 2020, Bill Gates chính thức rời khỏi hội đồng quản trị Microsoft, nhưng ông vẫn còn nắm giữ cổ phần. 3. Những lần thất bại đau đớn của tỷ phú Bill Gates. Bill Gates là người từng nắm giữ vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới trong nhiều năm. Tuy nhiên, rất ít người biết về những sai lầm mà chính Bill cũng không bao giờ quên được. Giải cứu Apple và để nó trở thành gã công nghệ lớn hơn cả Microsoft. Thật khó tin khi nói rằng Apple vào những năm 90 đang đứng trên bờ vực phá sản. Đó là khoảng thời gian Steve Jobs mới trở về. Ông cầu cứu Bill Gates và nói rằng Apple thực sự không cần phải đánh bại Microsoft. Ngay sau đó, tỷ phú Bill Gates đã đầu tư 150 triệu đô la Mỹ để giải cứu Apple. Thời điểm đó, ông sở hữu 6,5% cổ phần của công ty công nghệ này. 25 năm sau Bill Gates phải trả giá khi giá trị thị trường của Apple cao hơn đáng kể so với đứa con đẻ Microsoft của ông. Đánh giá thấp sức mạnh của Internet và bị các công ty công nghệ khác vượt mặt. Không thể không thừa nhận rằng nhờ có Internet mà Microsoft mới có thể phát triển lớn mạnh được như bây giờ. Tuy nhiên, trong buổi chia tay Microsoft để từ chức chủ tịch, Bill Gates đã ngậm ngùi thừa nhận rằng không nhận ra sức mạnh của Internet sớm hơn chính là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp của ông. So với các đối thủ công nghệ lúc bấy giờ, Microsoft luôn bị coi là kẻ tụt hậu. Từ bỏ con đường phát minh công cụ tìm kiếm. Cũng trong những năm 90, Bill Gates đã từng quan tâm tới các công cụ tìm kiếm, tuy nhiên ông lại sớm từ bỏ nó. Cho đến khi Sergey Brin và Larry Page sáng lập ra Google và biến nó trở thành công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới, Microsoft mới bắt đầu bối rối, phát triển công cụ tìm kiếm Bing, nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Không nghe lời vợ. Năm 2021, vị tỷ phú này thông báo đã ly hôn với người vợ Melinda Gates sau 27 năm gắn bó. Nguyên nhân có thể là do lùm xùm, Bill Gates có quan hệ mờ ám với Jeffrey Epstein, một tên tội phạm tình dục. Chính Bill Gates cũng thừa nhận rằng ông đã sai khi không nghe lời vợ, dẫn đến cuộc ly hôn không mong muốn sau 27 năm bên nhau. Lọt vào top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới, tuy nhiên, Bill Gates vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đồ ăn nhanh và chờ cắt tóc như người bình thường. Ông từng giữ vị trí người giàu nhất thế giới liên tục 13 năm, từ năm 1995 đến năm 2007, nhưng đến hiện tại, ông là tỷ phú giàu thứ 6 trên thế giới, với khối tài sản ròng ước tính khoảng 104 tỷ đô la Mỹ. Đừng quên nhấn theo dõi kênh G Bật Mí để xem nhiều video hữu ích hơn nhé!